Khi nói đến sen, thường người ta liên tưởng đến một phẩm chất giản dị, thanh cao, thoát phàm, và đặc biệt là sen trắng, thể hiện sự mộc mạc, đậm triết lý nhân sinh. Hôm nay, mình sẽ vẽ đóa bạch liên. Mời các bạn đón xem từng bước thực hiện tác phẩm này nhé! Trước tiên, mình phác thảo bố cục của bức tranh, sau đó định hình lại cho rõ hơn vị trí chính phụ tranh. Ok, mình quyết định chọn góc này làm điểm nổi bật nhất của bức tranh nhé. Chia sẻ cách vẽ của mình, thường thì mình hay vẽ tổng thể bức tranh trước, phủ hết màu lên mặt toan. Có tổng thể rồi thì mình nhìn kỹ dần vào chi tiết, chứ không vẽ hết phần này cho xong rồi đến phần khác. Mỗi người một cách vẽ khác nhau các bạn ạ. Mình dùng màu đơn sắc để vẽ lớp lót cho bức tranh, lót phủ hết cho tranh, sau đó vẽ lên dần nhiều lớp. Dùng hai màu chủ đạo để vẽ nền bức tranh ha, là trắng và đen. Lên màu cho hoa sen, mình muốn làm nổi bật hoa sen trắng này trên nền đen, nên chỉ tập trung cho màu sắc vào hoa sen và cuốn hoa. Còn lá và nước, mình vẫn giữ màu trắng đen. Thank you.
quay trở lại, lên dần cho lá và nước từng bước được hoàn thiện nè. Giờ mình phủ thêm khoảng 2 lớp màu nữa và sau đó là đi những nét cuối cùng nữa là sẽ hoàn chỉnh bông hoa sen. Thêm một tí màu xanh cho màu sắc của bông hoa sen trở nên huyền ảo hen. Đây là lần phủ màu thứ tư rồi nè các bạn. Mình dùng màu acrylic để vẽ bức tranh này nha các bạn. Thank you.
sen trắng, mị vàng. Hương thơm của nó tỏa ra thật dễ chịu. Không có gì để diễn tả được hương thơm của hoa sen, nên mình chấm thêm những cái nhụy sen bay lên, tạo cảm giác gió đưa. Từ hình ảnh có thể gợi mở ra được khứu giác. Vậy là đã hoàn thiện xong bức hoa sen. Một lần nữa, mời các bạn chiêm ngưỡng tác phẩm. Chúc các bạn có những ngày an yên và luôn giữ cho tâm mình luôn được bình thản, để sáng suốt hơn trong cách xử lý mọi vấn đề của cuộc sống nhé. Như đóa bạch liên kia trắng ngần tinh khiết, giữa chốn hồng trần vẫn bát ngát tỏa hương.